Hello quý vị và các bạn thân mến, sáng thứ tư ngày 8 tháng 11 năm 2023. Chúc quý vị một ngày thứ tư an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Trở lại phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, tôi xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng, nhanh, gọn lẹ và quan trọng trong ngày, bao gồm những nội dung sau đây: tình hình chiến sự ở dải Gaza, Hezbollah cảnh báo cứng rắn và đanh thép, nếu Israel làm cái điều này thì Hezbollah sẽ xóa sổ Israel. Vì sao, tại sao và điều đó là điều gì? Nội dung thứ hai: người Việt tại tiểu bang California chú ý cẩn thận củi và lửa, một cái truyền nhiễm, và đây là một cái truyền nhiễm mà Tổ chức Y tế Thế giới gọi tắt là kẻ giết người hàng loạt đó quý vị, nó đã bùng phát trong một cái sòng bài tại miền Bắc California. Mà đa số người Việt ở bên đó đó thì đi ra đi vô là gặp sòng bài rất là nhiều. Cẩn thận củi và lửa quý vị nha. Và cái kẻ giết người này là ai, chút xíu nữa mình sẽ bật mí. Và nội dung cuối cùng liên quan tới Triều Tiên, người đứng đầu đất nước Triều Tiên là chú Ủn mới vừa la làng la xóm là đã thành công cái điều này. Và trên cái quả địa cầu này chẳng ai bằng chúng ta. Chúng ta đã vượt mặt qua nước Mỹ thành công về cái điều này, thực hư như thế nào và điều đó đúng hay sai. Rồi, đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời quý vị theo dõi. Cũng như thường lệ, nếu thấy thông tin hay, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like cho cái áo màu hồng của Tony Lê ngày hôm nay nhé. Hôm nay là thứ tư, mặc màu hồng cho nó may mắn và vui vẻ yêu đời quý vị ơi. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất liên quan tới tình hình chiến sự ở cái dải Gaza. Nhưng trước khi đi vào chia sẻ thông tin thì Tony xin chúc mừng bà con, cô, chú, bác, anh, chị, em. Mà ngày hôm qua những ai mà có xem cái livestream của Tony Lê mà có RVN, chúc mừng quý vị nha. Quý vị đã hốt hàng chục ngàn đô la từ hôm qua cho đến hôm nay. Hồi tuần rồi á thì chúng ta riêng bản thân Tony Lê thôi kiếm 60-70 ngàn đô la. Ok, ngày hôm qua Tony Lê có bật mí RVN, không biết ai có R hay không. Những ai R thì bình luận bên dưới cho Tony Lê biết nha. Chúc mừng các bạn, chúc mừng quý vị, cô, chú, bác. À, RVN bây giờ nó đang hốt vô cả chục ngàn đô la đó quý vị ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất liên quan tới tình hình chiến sự ở Trung Đông. Thì trong 72 tiếng đồng hồ vừa qua, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn binh sĩ của Israel đã đổ bộ vào cái dải Gaza và chia cắt cái dải Gaza làm hai phía Nam và Bắc, và đã dồn lực lượng Hamas vào chính giữa và xóa sổ hàng ngàn cái đường hầm của cái tụi Hamas. Ok, chưa hết đâu quý vị. Nhưng trong 72 tiếng đồng hồ vừa qua, lực lượng IDF của Israel cũng đã quánh rầm rộ với cái tụi Hezbollah này ở trong cái lãnh thổ Liban. Thì vào ngày hôm qua, rầm rộ các nghị sĩ của lực lượng Hezbollah cảnh báo là cái nhóm này sẽ đáp trả cứng rắn và sẽ xóa sổ Israel nếu Israel tấn công vào người dân thường ở Liban. Ok, thì trong suốt 72 tiếng đồng hồ vừa qua, hai bên Israel và cái tụi Hezbollah này có bắn qua bắn lại, bắn tới bắn lui, nhưng những cái tên lửa của Israel đã rớt vào lãnh thổ Liban và đã làm cho rất là nhiều người phụ nữ và trẻ em bị chết. Cho nên vào ngày hôm qua, nghị sĩ của Hezbollah, ông này tên là Ali Fayya, ông ta cảnh báo như thế này: nếu lực lượng Israel mà tiếp tục tấn công người dân thường ở Liban thì Hezbollah sẽ dùng hết tất cả những gì trong khả năng của họ, sẽ sống chết với Israel và có thể xóa sổ cùng nhau chết luôn. Nó nôm na là như vậy đó. Thì đây cũng là một cái cảnh báo cứng rắn nha quý vị. Hiện tại bây giờ thì Mỹ cũng đã điều động tàu ngầm hạt nhân đến nơi này để đề phòng lỡ cái chiến sự ở nơi này nó bùng phát ra thì Mỹ có thể phản ứng kịp thời để bảo vệ đồng minh hay là cái gì đó. Rồi, đó là cái nội dung thứ nhất. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai, nó liên quan tới chú Ủn, người đứng đầu đất nước Triều Tiên. Thì trong suốt 3 năm vừa qua, chú Ủn đã phóng ra bên ngoài rất là nhiều tên lửa đạn đạo ICBM và cả luôn thử vũ khí hạt nhân. Thì hồi năm rồi, chú Ủn có phóng ra một cái tên lửa hạt nhân, ok. Và cuối cùng thì chú Ủn đã tuyên bố thành công cái loại vũ khí hạt nhân này. Vào ngày hôm qua, chú Ủn tuyên bố
Đất nước Triều Tiên sở hữu lực lượng hạt nhân mạnh nhất trên cái quả địa cầu này, vượt qua luôn cả nước Mỹ, chú Nga và cả luôn Trung Cộng. Đồ, ok. Thì theo như quý vị thấy cái ông này ông nói đúng hay sai? Ông ta có đủ sức mạnh, đủ khả năng tiền bạc để chế tạo hạt nhân vượt qua hết tất cả những cái cường quốc trên cái quả địa cầu này hay không? Cả luôn nước Nga, cả luôn nước Mỹ. Hiện tại bây giờ chú Nga chú còn chưa dám tuyên bố như vậy, nhưng mà chú ổn chú tuyên bố gây cẩn quá. Và đó là cái nội dung thứ hai. Bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ ba, nó liên quan tới cuộc sống của người dân Mỹ, mà đặc biệt là một cái nơi nhiều người Việt, đó là tiểu bang California. Thì nói về California thì sòng bài nó everywhere, từ Nam chí Bắc, ok. Và đây là một cái thông tin mà người Việt cần phải chú ý, tại vì người Việt của chúng ta cũng có rất là nhiều người đi vào sòng bài. Vào ngày hôm qua tại thành phố Contra Costa của tiểu bang California, đây là một cái nơi mà miền Bắc của Cali đó quý vị, ok. Đúng một cái các giới chức y tế, người ta cảnh báo, báo động và khuyến khích nhân viên, du khách đi xét nghiệm ngay lập tức. Tại vì những cái sòng bài ở đây nó đã bùng phát ra một cái loại bệnh, một cái căn bệnh mà có thể nói là một trong những kẻ giết người truyền nhiễm hàng đầu trên cái thế giới này. Căn bệnh này được WHO gọi là một trong những kẻ giết người truyền nhiễm hàng đầu trên cái thế giới này. Đố quý vị bệnh đó là bệnh gì? Đó là bệnh lao, ok. Trong một cái sòng bài ở miền Bắc California, rầm rộ người bị lây bệnh lao bùng phát khắp nơi, làm cho tổ chức y tế ở đây người ta phải cảnh báo, báo động là tất cả nhân viên trong cái sòng bài này, cả luôn những người đi vào cái sòng bài này phải đi khám ngay lập tức. Thì trong các trường hợp được xác định mắc bệnh do vi khuẩn truyền nhiễm thì trong đó có 10 trường hợp là nó đã liên quan tới những nhân viên hoặc là khách hàng tại cái sòng bài California Grand Casino ở Pacheco. Quý vị nghe kỹ nhé, đây là tên của sòng bài đây, California Grand Casino ở Pacheco. Cơ quan y tế ở cái nơi này là người ta đã thông báo rầm rộ vào ngày hôm qua. Thành ra trong thời gian vừa qua, những bà con cô chú bác nào người Việt Nam mà có đi vào cái sòng bài này thì nên đi bác sĩ khám đi nha. Có chừng bị mắc cái bệnh lao này là mệt lắm đó quý vị ơi, chứ không phải giỡn chơi đâu. Tại vì tổ chức y tế nói là đây là một cái kẻ giết người truyền nhiễm hàng đầu trên cái quả địa cầu này. Tức là chắc là những ai mắc cái bệnh này có bộ sống không thọ đâu quý vị, ok. Thì cơ quan đã alo aléo hơn cả ngàn người đã từng bị nhiễm ở cái nơi này, để mà người ta thông báo cho những người này biết, để những người này đi bác sĩ. Và bây giờ thì người ta chưa có xác định được là cái nguồn lây nhiễm này nó đến từ đâu và tại sao nó có trong cái sòng bài này đó quý vị ơi, ok. Rồi sau là phút nhanh hồi lại buổi sáng ngày thứ tư, tôi này cập nhật và chia sẻ những cái thông tin liên quan tới tình hình chiến sự ở Trung Đông cũng như là tình hình của đất nước Mỹ. Tôi này cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra thời gian quý báu để xem cái video này. Please, nếu thấy thông tin hay hữu ích, bấm nút chia sẻ cho bà con cùng nhau xem, và đừng quên để lại một cái like viết dài chữ bình luận. Bên cạnh đó thì quý vị nào chưa nhấn nút đăng ký thì please nhấn nút đăng ký và bấm cái chuông để khi mà Tony Lê upload video mới hoặc là live stream thì quý vị sẽ nhận được cái notification để quý vị có thể bấm vào xem những cái video mới nhất trong channel của Tony Lê nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Have a good day. Thank you.